Cái đêm hôm ấy. Đêm gì? Tác giả. Phùng Gia Lộc. Cuối năm 1983, tôi được ở nhà chờ quyết định về nghỉ chế độ. Chiều chủ nhật, thằng học con tôi rủ rỉ nói. Con bắt được bác quan ăn bánh cuốn ở hàng An Minh. Bác đi thồ sắn ở chợ Phúc Địa về. Bác cho mấy bó nhưng con không lấy. Bác dặn con về đừng nói với bố mẹ là đã gặp bác nói hôm nào sang bác đánh chết thừ lại thế nữa tôi buộc miệng bảo với con thế rồi thừ ra bạn bè anh em cùng một phòng với nhau mà đi qua không vào có điều gì nhỉ sáng thứ hai tôi sang cơ quan ứng mấy cân gạo và định bụng sẽ gặp chút sấm sét lên đầu anh ấy nghe tôi trách lê trung quang trưởng phòng tổ chức ủy ban huyện thọ xuân cười hà hà làm lành thật đôn hậu dễ yêu giá có một mình thì tôi vào đằng này những bốn binh khao được anh cũng liệt vả lại bốn cái xe nặng è e, sợ tối là trưởng phòng tổ chức ủy ban huyện anh cũng để gia đình vợ con đói thiếu ra anh còn kém cỏi hơn cả tôi một kẻ chân chim trần trụi một tay sắp trở thành phó thường dân nhà mình cũng bí Nộp sản đi rồi lúa đã cạn khó mà ăn thấu tết được quan lắc đầu bảo thế anh gạn tôi ông ở đây với tôi đêm nay cho vui tôi buồn quá tôi chỉ vào mấy cân gạo đã bó buộc sau xe bảo anh quang phải mang hàng chiến lược này về chứ nếu nghe lời lê quang trung nằm lại với anh một đêm thì tôi đã không thể nào hình dung nổi ở phú yên xã tôi cái đêm hôm ấy là đêm gì có cái cắt quá gian của lê trung quang cho mượn tôi không phải mất ba đồng tiền đò qua sông chu gió vù vù bên tai, tôi phải kéo vành mũ len, trùng thấp cho đỡ rung. Tôi về đến nhà, trời đã sẩm tối, con mực sông ra ý a à ý ẩn vần chân lên hông. Vợ tôi bế thằng văn ngủ khì trong lòng, ngồi bên bếp than vỏ cao su ung khói. Bên cạnh, thằng cu thức 4 tuổi đang liếng láo. Còn học, thằng con nhớn đang học bài ở nhà trên. Thấy tôi về thằng thức treo lên. A à, bố. Bố về là bố về, có chi không bố? Có cái rét cống đây này. Tôi nói rồi dắt xe vào nhà, mở túi gạo, phát xuống bếp khoe. Ứng được 5 cân gạo. Bà cụ thân sinh ra tôi mệt đã lâu, thấy tôi về, cũng gượng chống gậy xuống bếp sưởi. Cụ bảo. Mẹ học đi nấu cơm cho bố va ăn. Tôi hỏi. Nhà ăn rồi hả mẹ? Cái thằng thức đến là hở miệng, cấm có dấu nó được tí gì. Nó nói. Chỉ nấu cơm cho bà với em thôi. Mẹ với anh học, với con ăn cháo rau má rồi. Bữa nay mẹ luộc rõ nhiều rau cải. Tôi thấy cây xè trong mắt. Thế thì nấu thêm vào. Hết thì tao đi bới đất, nhặt cỏ, van ông vái bà. Làm con người mà miếng cơm chín vào bụng vẫn không đủ thì sống thế nào? Vợ tôi định cãi câu gì đó, nhưng lại thôi, vội trao thằng Văn cho bà rồi lại mở túi gạo đi vo. Bà cụ nói, trao cải ế nhăn, đói, chả mấy người mua. Hôm nay mẹ va không đông được gạo, may lấy được đấy, không thì mai gác con lên. Ngoài cửa gió ào ào, tiếng chó sủa ổng oảng ở đầu ngõ. Có tiếng ai hỏi mua rau cải nhà tôi. Cô Hoa vợ chú được. Hoa cũng người họ phùng, gọi tôi bằng bác. Chồng cô ấy là đội trưởng đội sản xuất cũ, nay vừa được rút lên làm trưởng ban định mức, rồi phó chủ nhiệm. Cô vào bếp vừa nói, vừa run. Sao năm nay rét sớm thế này? Bác bán cho cháu mấy bó rau cải xào. Vợ tôi bắt nồi cơm lên bếp, mấy bà cháu phải dùng chỗ cho hai người đàn bà tê cống này ngồi cạnh bếp hơ tay, ngó chẳng khác những viên đạn bị nén trong cái băng lò xo tròn. Tuy gần bằng tuổi vợ tôi, nhưng là hàng cháu họ, nên hoa vẫn bác bác, cháu cháu ngon ơ. Bác có ngang, gà gì để cho cháu vài cân. Giá mấy cũng được, cháu không quản. Còn có vài ba con, phải để hôm sau bà. Tôi lừa mắt chặn lại câu nói hớ, khiến vợ tôi im bạc. Chả là vì mẹ đẻ ra tôi yếu lắm rồi. Cụ đã 75 tuổi, lại phù nề mặt mũi vàng cũng như quả thị rụng. Ai cũng bảo khó qua cái đầu mùa đông này. Vì vậy gia đình tôi đã lo chuẩn bị ngầm, phòng sau khi cụ về cõi. Cái gì vợ tôi cũng bảo dành để hôm sau bà, thành quen miệng. Cao cũng phơi kỹ bỏ be để hôm sau, thậm chí bọc bẹt được đồng rau nào cũng dồn mua ván đóng sẵn áo quan để hôm sau. Ấy nhưng nói đến cái chết, cụ lại giận và làm nao, bay trong tao chết à. Tao phải sống để nhìn con cháu được đến lúc sung sướng chứ. Khổ mãi rồi. Tôi hỏi Hoa để lấp láp câu hớ rồi cho bà cụ khỏi giận. Mua đồ nhậu làm gì tối thế này? À, mua cho mấy thằng về đội ta thu sản, khuy cắt hắn đất. Đội và quản trị thuê quán cháu nấu. Vì có chồng ở ban quản trị, cô ấy cũng là loại biết nhiều chuyện, bí mật nội bộ. Hoa thì thò cho vợ tôi biết đêm nay là đêm đồng khởi, thu sản, tổng vét cả xã. Họ sẽ đổi chéo, công an và dân quân đội này về đội kia, Tết bằng hết. Vì đội 12 này là nặng gánh nhất, nên họ sẽ điều về đây những tay cứng cựa. Hoa khuyên Bác có thiếu sản, thì liệu mà xoay đi? Thế thì tao đét bán rau cho mi nữa. Vợ tôi toan từ chối, nhưng hoa nài mãi và có tôi nói vào nên chị chàng mới chịu nghe. Hoa cầm đèn ra vườn soi cho vợ tôi hái. Cô ấy cầm rau, rồi còn đi các nhà bên cạnh hỏi mua gà. Cơm cạn, tôi vần cạnh bếp. Vì không phải ghế độn khoai độn sáng gì nên chín rất mau. Thấy chỉ nấu mình cơm tôi, lòng tôi lại buồn nổi gai. Vợ tôi bế thằng út vào lót cho nó ngủ trong buồn, rồi lấy cho tôi cái bát, đôi đũa. Cuộc chào mời đùng đẩy, nhường nhịn nhau rõ bực. Tôi lùa hai bát cơm với nước dưa chua, rồi bỏ đấy. Bà cụ này, rồi tôi dỗ thằng thức cũng lắc đầu không dám ăn chỗ cơm còn lại. Hắn sợ mẹ, Nhà này, mẹ chúng nó có quyền uy tối thượng. Biết vậy, nhưng tôi cũng sắp trở thành kẻ sống nhờ. Ngồi ở bếp, tôi hỏi vợ. Nhà mình còn thiếu của hợp tác xã bao nhiêu thóc nữa em? Cô ấy không trả lời tôi mà nói rất vô lễ. Có biết thế này, đái tuè tuè vào, chứ tội gì lôi về. Cha đời. Bữa trước thì tuyên bố vớt được nấy ăn nấy, Người ta mới hụt lặn xuống nước lục mà khở, gỡ, từng bông lúa Nay lại dở trò giảm tỷ lệ Tôi vỗ về Thôi Lục thì lục cả làng, em à Em nói xem, so với tổng sản phải nộp, nhà ta thiếu bao nhiêu Một tạ 12 cân, em đã trình bày với anh nhà đội trưởng rồi Thực tế mò được hạt nào đã ăn hết hạt nấy Mấy lâu nay bán được đồng rau nào mua ăn không bán được thì nhìn. Đã nói khất rồi. Không cho khất, thì nhà đấy có dở được, đến mà dở. Phải mềm mỏng, em à. Khéo bán khéo ngô thu người khéo nói. Gia đình mình, con cái mình còn ăn đời ở kiếp nơi đây. Vợ tôi rền rỉ như sắp khóc. Chả nhẽ kiếm liều thuốc chuột, cho vào nồi cháo, ăn hết cả nhà cho sướng cái đời. Ngồi sưởi ở bếp rất lâu, vỏ cao su cháy tàn, đã hai ba đống than mà chẳng ai muốn nói với ai câu nào nữa. Bà cụ ngồi lâu mỏi và chán chuyện bỏ đi nằm. Thằng học làm toán xong lấy cho bà nồi than rồi cũng rút xuống bếp. Hắn đi bốc trơm lót ổ ngay cạnh bếp lấy ván trắng rồi trải chiếu ông chăn ra nằm ngủ đây mà ấm bố ạ. À. Trong giường thằng út văn khóc ý é. Hắn lại đái lạnh biết rồi mẹ nó vào quả không sai. Nó được ôm ra bếp sưởi, nằm gọn trong lòng mẹ. Gần một tuổi mà nó còn bắt nhá cơm bón và bú thì hơn con bê non. Lại nhai tòng tọc thế đó. Tôi đùa với con để nó cười sằng sặc cho dịu cơn lo buồn. Gần 12 giờ khuya, cả nhà đi nằm. Tôi ngủ với hai thằng oắt trong ổ rơm dưới bếp. Có điều gì đó bồn chồn và nơm nớp. Bỗng tiếng kẻn gõ dục giả liên hồi. Kẻn thấp xả, từ đội 1 đến đội 15 như một sự bùng nổ dây chuyền. Tiếng loa phóng thanh mở hết cỡ đọc bản tin, kế hoạch huy động lương thực của tỉnh và chỉ thị của tỉnh ủy về công tác lương thực. Hoàng Văn Nhân, đội trưởng đội 12, đọc trên loa danh sách những nhà thiếu thóc chưa giao nộp cho hợp tác xã. Đèn đóng soi rừng rực ở các ngã đường. Chó sủa ơi là chó sủa. Cũng cái loa phóng thanh ấy, có tiếng ông chủ tịch xã gọi cán bộ về đội 12 hội ý. Ông trưởng công an xã Nguyễn Đình Định gào rác cổ trên loa, giọng giật dội gọi lực lượng dân quân, công an tăng cường về chi viện cho đội 12, tạo đà cho đội hoàn thành chỉ tiêu huy động. Tôi rùng mình nghĩ đội tôi là đội trọng điểm, nên cán bộ xã, hợp tác xã, vón cục trả về đây. Họ sẽ gõ cho ra chục tấn thóc còn tồn sổ. Gần một giờ sáng, công an, dân quân đã ập đến các nhà nợ thóc. Tiếng chó sủa vang, tiếng lợn kêu èn ẹt như bị chọc tiết ở các nhà gần quanh, làm thằng Út Văn khóc thét lên, ôm riết lấy mẹ. Thằng Thức cũng im thinh thít nằm co trong lòng tôi không dám cựa. Bên nhà ông ái, láng giềng cách vườn nhà tôi một hàng rào, công an và dân quân đang lùng sục. Tiếng ông bà ái kêu xin và tiếng quát lát, tôi nghe rõ mồn một. Cứ bắt lấy cái xe đạp. Phít, xô, bắt ráo. Ở cổng nhà tôi đã có bước chân rình rịch, con chó mực đang có chữa bị quất, kêu ử ử. Cạch cạch cạch. Chị cò lộc, mở cửa ra. Tiếng thằng bé trong buồn khóc thét. Thằng thức đang ôm tôi, nghe em khóc cũng hòa khóc toán lên. Thằng học 12 tuổi đã học lớp 8 rồi, mà cũng níu lưng tôi run bắn. Nghe tiếng quát lần thứ hai, từ nhà bếp, tôi chạy lên. Một luồng đèn pin soi giữa mặt làm tôi lóa mắt, phải lấy tay che có chuyện gì đấy các bạn trẻ ơi thu thóc thu thóc chứ còn gì ông đừng hỏi vợ vợ tôi đã mở toan cửa tay ôm thằng bé ngất liền một anh hai anh bốn anh bạn trẻ ù vào nhà anh đi đầu cao to tóc cắt tăng vô mặc áo bông thùng thình soi đèn pin rồi đánh diêm châm cái đèn hoa kỳ ở bàn thờ có lẽ tâm hộ pháp là người này phải tôi đã thấy anh ta đứng chân hộ vệ giữa trong một cuộc đá bóng với xã khác. Tay anh cầm cái chồng sắt cỡ ngón tay cái. Vợ tôi mời họ ngồi ghế. Bà cụ đang ốm ở giường bên cũng cố ngốc dậy, run rẩy chào. Theo danh sách đội báo, chị còn thiếu hơn tạ thóc. Yêu cầu chị đem nộp ngay. Bà cụ tôi đáp thay con dâu. Các bác các anh ơi! Có còn cái gì mà nộp? Các anh và các bác không thấy đàn con hắn đói xanh đói trong đi à? Các bác không thấy tôi cũng phát phù phát nề, vàng cây úa lá đây à? Chúng tôi không hỏi mụ nghe chưa? Cả bốn người cùng soi đèn tinh khắp nhà trong, nhà ngoài, dưới bếp, bên trái. Hai người tuôn soi cả trong vườn rau. Vợ tôi mếu máu. Làm gì có lúa để ngoài ấy? Các anh xéo nát cả rau. Tôi chạy ra trụ sở đội, định tìm cán bộ trình bày. Chủ tịch phê, bạn dạy học với tôi ngày trước, đi bộ đội về giải nghệ vào cấp ủy đang đứng đấy thấy thế tôi mừng quýnh lại thấy cả phùng gia miệng anh họ tôi làm bí thư đảng ủy cũng có mặt tôi càng yên trí nhưng thấy tôi họ quay đi lãng tránh anh miệng bảo nhỏ tôi chú về động viên gia đình thanh toán bằng đủ nhà mình là cán bộ không có thóc thì nộp bằng tiền lãnh đạo đã nhất trí cho nộp cả bằng tiền rồi đó tôi đang định nói đã không có thóc thì làm tóc gì có tiền, nhưng anh họ tôi đã dịu giọng. Ở đội trên, hắn bắt cả anh thiện, anh ruột tôi, mà tôi cũng phải biết đi. Mất mùa màng, lợi ích thứ ba của người lao động phải hy sinh cho lợi ích của nhà nước. Đồng chí bí thư tỉnh ủy đã chỉ thị thế, chú biết rồi đó. Lúc ấy ở trụ sở, công an, dân quân đã quân về nào xe đạp, bàn ghế, tủ, chung vại, thùng tôm, lợn gà để ngủ ngang ra tận ngõ. Tên chủ nhà thiếu thóc đề chữ bằng phấn trắng vào các đồ vật, ông ất, ông do khả, ông hưng, ông hồng, ông kính, mẹ đẻ cô hoa, mẹ vợ chú được phó chủ nhiệm. Mấy con bò bị bắt cục gần đó sợ đèn, sợ đám đông cứ lồng lên, chực bút mũi. Chúng xoay vòng quanh, mửa lên mặt kêu hấp bồ, hấp bồ. Tôi loạn choạng đi về nhà, thấy người ta đang còn soi đèn tìm rất kỹ. Tôi nói, các người anh em soi tìm gì cho mất công. Nhà tôi xin khất đến mai, tìm cái bán chát, nộp tiền bằng đủ. Anh đầu tốt nháy nháy mắt ra hiệu. Đêm nay là đêm nay. Mai chúng tôi mất thưởng ai chịu cho. Bắt cái xe đạp ni, bay. Hai ba anh chạy lại. Tôi từ tốn ngăn họ. Các đàn anh ơi! Tôi không làm ruộng sản mà đây là xe đạp nhà nước cấp cho tôi để tôi đi công tác các vị bắt cái này không được đâu nếu chúng tôi cứ bắt thì sao tôi loáng nghĩ được một mẹo rút cái thể hội viên hội văn nghệ tỉnh ra tôi nói tôi phản đối tôi là nhà báo tôi sẽ kiện lên tận ông đồng nước cờ của tôi không ngờ lại có hiệu quả họ im lặng hẳn họ đã biết tên tôi dưới những bài đăng nào chăng? Chợt vị hộ pháp nhìn chầm chầm vào cổ quan tài để dưới gầm bàn thờ, rồi đi lại, vừa gõ vừa hỏi. Cái gì trong này, chị Lộc? Im lặng. Cái gì trong này, chị nói mau. Vợ tôi ấp úng. Tôi muốn tắt thở. Có cái gì đâu. Mấy vị hâm hở lại, đạp lật nghiêng một cái, nắp văn thiên bung ra lúa chảy rào rào cả toán treo lên như một hiệp đào vàng trúng vỉa a à, lúa a à lúa lúa anh em ơi ghê thật thế mà giả nghèo giả khổ mẹ tôi chống gậy vái dài vang các anh cắn rơm cắn cỏ tôi lạy các anh lúa của tôi đó là tạ lúa hai đứa con gái hắn mua góp lại cho để hôm sau tôi chết, bà con thương mà chạy đến để ăn lưng cơm sốt. Thực ra là của hai bà chị trong đó mỗi người có 10 cân thôi. 39 cân tiêu chuẩn hai tháng vừa qua tôi lấy về, còn lại là hơn 40 cân, vợ tôi đông để dành hôm sau cho bà. Bà cụ nói như rên rẫm. Đã bảo xây phứa đi cho con nó ăn không nghe. Cứ bóp mồm bóp miệng, để dành làm chi. Sống chả thấy đâu nữa là... Một tay râu tóc lồn sồn hỏi. Chị có gánh đi hay không thì bảo. Một tay khác tôi hơi quen mặt, đến trước vợ tôi lại lia lịa. Thôi em xin bà chị. Em đi làm ở đây thế này, nhưng lại có bọn khác đến chỗ em làm ác y hệt. Nhà em cũng thiếu mà. Chị không gánh, để cánh này bê cả hòm ra, chị phải chịu hai chục công là ít, chưa nói phạt tiền. Họ súng vào khiên bàn thờ ra, để lôi hòm lúa. Bất đồ hai thằng học và thức từ bếp tuôn lên, ông lấy tay chân chư vị, vang rối rít. Cháu vang các chú. Các chú đừng lấy lúa này đi. Lâu nay các cháu phải nhịn để dành bữa sau cúng cổ bà, làm ma bà. Buông ra đi. Ô hay, đồ con nít. Bà cụ loạn choạng đi lại, dơ gậy cản. Các ông không thương trẻ, thì các ông thương lấy thân già, để lấy phúc đức cho con cháu. Vì họ đá vấp gậy, lại yếu như con trăng cắt lột, bà cụ ngã chỏng queo như chiếc ghế đổ. Ôi đảng ôi là đảng ôi! Chính phủ ôi! Trông xuống mà coi! Tôi xốc mẹ lên giường, biệt mồm cụ lại. Mẹ! Mẹ không được la như thế! Đây không phải đảng! Đảng ta không làm thế! Đảng không chủ trương thế này! Tôi nói vậy và ngoập hai hàm răng vào cổ tay mình để kìm giữ cái gì cứ trực tung ra. Hai vợ chồng xúc hết lúa ra thúng bì. Dặn thằng học trong em, ngó bà, tôi cùng vợ hì hục gánh thóc ra trụ sở nộp. Đoạn cuối này tôi dành cho anh Quang. Lê Trung Quang ơi! Anh có thể giấu cái bi kịch của gia đình anh, nhưng tôi không còn có thể che giấu nỗi đau của nhân dân bất hạnh. Dù sự tiết lộ này có làm mất cái chức huyện ủy viên của anh, thì tôi cũng thấy cứ phải nói ra. Chuyện thật của nhà anh đây, lúa vay ăn còn nợ bảy tạ, con Lâm, thằng Sơn phải đi mò hến từng bữa, chị ấy nấu bánh đúc đi các làng đổi lúa. Anh mà nói ra, người ta cho là anh bêu riếu. Việc thật ở nhà tôi đêm ngày 26 tháng 11 năm 1983, người ngoài cuộc hẳn cho là mình bịa. Cho đến nay, mỗi khi nghĩ đến, tôi cứ thẳng thốt hỏi mình, cái đêm hôm ấy, đêm gì?